Con kính bạch sư, gần đây con đã trải qua một sự đau khổ trong tâm và nó khiến cho con trở nên tiêu cực mỗi khi gặp một vấn đề, một chuyện xấu nào đó. Trong lòng con cảm thấy chán nản và thấy cuộc đời này chỉ là đau khổ. Con kính mong sư chỉ cho con cách để con thoát khỏi tâm trạng trên. Thứ nhất á, là khi chúng ta bị bệnh thì chúng ta phải khai thiệt với bác sĩ. Chứ còn mình bị bệnh mà mình giấu bệnh thì bác sĩ không có cách chi mà chữa được. Bây giờ mình giống như bây giờ mình đi vô gặp bác sĩ, nói bác sĩ ơi, bây giờ tôi đau quá. Thì á, cái đau là cái triệu chứng, nhưng mà mình còn cần phải nói cho bác sĩ biết là đau cái gì, đau ở đâu, đau như thế nào. Ví dụ như tôi đau bụng thì nó sẽ khác với tôi đau răng, mà tôi đau răng nó sẽ khác với tôi đau đầu, mà tôi đau đầu nó sẽ khác với tôi đau chân đó. Rồi đau như thế nào, tức là tôi đau từng cơn, ví dụ như hay là tôi đau liên tục, hoặc là cái mức độ nó đau, ví dụ như là đau đau rêm rêm, hoặc là đau quặn, hay là đau nó nhức nhối, hay là như thế nào đó. Chúng ta phải khai thiệt, khai cho nó đầy đủ thì bác sĩ mới có cơ sở mà khám. Chứ còn mình vô mình chỉ nói bác sĩ ơi tôi khó chịu quá, rồi bác sĩ chịu thua nha. Ở đây cũng vậy á, quý vị nói là trải qua sự đau khổ trong tâm, đừng có nghĩ là các sư tò mò. Nhưng mà mỗi một dạng đau khổ thì nó sẽ có cái phương pháp giải quyết khác nhau, chứ không thể nào mà nó có một cái phương pháp chung cho tất cả mọi việc được. Mà quý vị hỏi cái kiểu chung chung như thế này thì các sư chỉ có thể trả lời chung chung. Thì cái cách trả lời chung chung cho sư á, đó là gì? Thôi thì bây giờ mình khổ quá thì mình cứ tới chùa ha, rồi mình hưởng cái không khí an nhiên ở chùa, rồi mình quét sân, mình nhổ cỏ, mình làm công quả, mình làm cái gì đó cho nó khuây khỏa, rồi mình có thể tham gia các khóa thiền nếu như mình không có bị trầm cảm u uất ha. Chứ còn mà mình bị tâm thần thì sư cũng không dám nhận đó. Thì quý vị hỏi chung chung thì sư chỉ có cách trả lời chung chung như thế thôi. Nhớ lần sau khi mà đặt câu hỏi thì mình cần phải khai thiệt với bác sĩ là tình hình bệnh tật của mình như thế nào thì mới có thể đưa ra cái phương pháp chữa trị cho nó phù hợp ha. Không biết về cái vấn đề này thì Đại Đức Tuệ Tường có chia sẻ như thế nào? Dạ, kính thưa Đại Đức Hạnh Tuệ, kính thưa quý vị. Đi cái điểm chính mấu chốt của câu hỏi này đó, Đại Đức Hạnh Tuệ trả lời sư thấy cũng khá đầy đủ và rất là chính xác. Sư cũng hoàn toàn đồng ý cái cách trả lời, cái quan điểm và cái lời khuyên của Đại Đức đối với quý vị. Ở đây á, thì sư thấy trong câu hỏi quý vị á, có một cái vế như vậy nè, mà sư muốn nhắn gửi cho quý vị thêm, như muốn truyền tải thông điệp thêm cho quý vị hiểu rõ hơn về cái khổ. Tại vì khi sư đọc qua đoạn này nè, sư có cảm nhận là quý vị đang hiểu sai về cái khổ. Thì cái đoạn như vậy, quý vị hỏi là một chuyện xấu nào đó trong lòng con cảm thấy chán nản và thấy cuộc đời này chỉ là đau khổ. Vốn dĩ thưa quý vị, vốn dĩ cuộc đời này á, ngay cả trong quý vị á, ăn ngon mặc đẹp á, nó cũng là đau khổ, nó đã khổ rồi chứ không phải đợi đợi đến, hiểu không, đợi đến quý vị bị người ta làm cho quý vị tổn thương về thân về tâm, đúng không, hay quý vị bị mất mát về quyến thuộc, mất mát về tài sản, những cái mất mát trong đời á, thì cái đó mới gọi là cuộc đời này chỉ là khổ, thì cái đó không đúng. Tại vì trong cái khổ đế thì quý vị, Đức Phật đã nói rõ ba cái rồi, không? Khổ khổ, hoại khổ và hành khổ. Cho nên á, là khi chỉ có lời khuyên á, là mặc dù Đức Hạnh Tuệ có khuyên quý vị là những cái giải pháp
mà gọi là giống như là đi đến chùa hay không công quả này nọ đó, thì chẳng may, sẽ nói là chẳng may nha, là quý vị cũng nghe lời Đức Hạnh Tuệ, cũng làm đúng, và quý vị cũng thấy tâm nó thư giãn, nó cũng hết khổ một thời gian đó. Nhưng mà rồi quý vị á, một thời gian sau cái khổ đó nó ở đây tên nơi tâm quý vị nó lướt qua được, quý vị vẫn trở về đời sống hàng ngày, vì vẫn ăn ngon mặc đẹp, nghe nhạc xem phim, thích cái gì làm đó đó. Gửi vị nói chung là mình sống theo thiện thiên và bản năng, cái sự hưởng thụ mình đó, rồi mình xem những cái đó đó, những cái mình hưởng thụ đó, nó cái đó là cái sung sướng, mà khi mình gặp cái này mới là khổ, thì cái đó không đúng thưa vị. Thì chỉ có lời khuyên là cái vị này nè, nếu mà thật sự mà để được hiểu được cái cuộc đời này chỉ là đau khổ mà giống như vị này mô tả, thì mình hãy nghiên cứu cái Phật pháp căn bản thưa vị. Bởi vì chữa bệnh nếu mà quý vị đã lên đây hỏi sư, tức là quý vị đang hướng tâm, có hướng tâm về đời sống tâm linh, đời sống nội tâm, và quý vị có cần cái lời khuyên thiên hướng về những lời Phật dạy, mà lời Phật dạy thì quý vị biết rồi đó, đó thì ngài dạy dạy chữa bệnh từ gốc, thưa vị, chứ không phải chữa bệnh từ ngọn. Cho nên mà là muốn muốn thấu triệt được cái khổ, mình phải 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 hiểu cái khổ theo đúng lời Phật dạy. Chứ mình đừng có hiểu, mà mình hiểu là những bất hạnh xảy ra trong đời mình, cái mình quy vô đó là khổ, rồi bình thường mình được ăn ăn ngon mặc đẹp đúng không, thì cái đó là bình thường gì, nên nó không khổ, cái đó không đúng thưa vị. Cái khổ này nó hiện diện ngay trong từng hơi thở mình, hơi thở vô vô hơi thở ra nó đã khổ rồi. Chứ không phải là đợi đến khi mà bị mất mát về vật chất, mất mát tinh thần đó là khổ đâu. Khi mà đọc câu hỏi này nè, mặc dù câu hỏi này nó cũng không có điểm gì điểm nhấn nhiều, nhưng mà sư nhớ đấy, cái câu chuyện của xảy ra đối với sư cách đây mấy ngày, thì có một cái anh Thiện Nam đó, thì chưa biết là của quý hay không, nhưng mà có một lần tình cờ vị sư bạn sư quen biết mới dẫn sư qua, nói là hỏi pháp này nọ đó, thì hôm đó nó mới đến cốc sư, mới nói là cũng trình bày kiểu như vậy nè, cái này trời, bạch sư con khổ lắm, bây giờ con biết ngoài đời con tội lỗi, con phạm giới này nọ, giờ có cách nào không. Thì sư nói thiệt, cái sư y khuyên ý như Đức Hạnh Tuệ, thì nói bây giờ là có hai phương án, bây giờ con muốn chữa bệnh là cái chữa cái ngọn trước hay chữa cái gốc trước đó, giống như là uống thuốc tây hay uống thuốc bắc vậy đó, người ta nói là thuốc thuốc tây đi tắt, thuốc bắc đi vòng đó, có nghĩa là uống, nếu mà giờ cảm sốt thì cho uống giảm đau hạ sốt trước, paracetamol trước, kiểu gì đó. Còn cái gốc thì thuốc tây thì ít giữa được gốc nha, thì sư nói là muốn con muốn chữa cái gốc phải ngọn đó, thì nói là bây giờ con muốn giải quyết liền rốt ráo, thì đã sư yêu khuyên y như Đức Hạnh Tuệ, nó thôi giờ nè con bây giờ con tạm thời con làm cái đơn giản cho sư đi đó, con vô chùa con làm công quả đó, rồi nếu có điều kiện thì con cúng dường, con bố thí đó, thì những cái thiện nguyện rồi con sám hối gì, con thọ trì tam quy, sư sẽ cho con thọ trì tam quy ngũ giới lại, rồi con sám hối những cái lỗi mà con đã từng phạm đó, rồi con làm nó đi. Thì sư nói xong cũng ngơ, cũng không tiếp thu được, rồi xong sư nói vậy bây giờ con có muốn chữa từ ngọn không, nghe nghe chữa chữa từ gốc không, thì việc cái vị đó nói là cái nghe chữa từ gốc gì đó, cái vị đó không thích, nói giờ dạ sư ơi, con tha thiết dữ lắm, nói nghe cũng dễ thương, nó là còn tha thiết trong con muốn chữa từ gốc, và chứ chữa từ ngọn thì nó không giải quyết vấn đề gì. Cái sư mới kêu nếu mà chữa từ ngọn thì như vậy sư sẽ hướng dẫn con, nghĩa là có Phật pháp căn bản, con hiểu Phật pháp căn bản thì con mới chữa từ từ cái gốc được thôi, hiểu không? Khi mà con nắm được Phật pháp căn bản rồi thì con sẽ biết cái điều gì nên làm, điều gì nên làm rồi con sẽ biết giải quyết cái phiền não con tuần tự thứ lớp như thế nào cho đúng đắn. Thì sư mới hẹn, sư mới nói là thôi bây giờ nè, nếu như vậy thì giờ sư sẽ đưa cho con những tài liệu Phật pháp căn bản, giống như là Phật Đức Phật Phật pháp ngài Radada đó, Phật pháp căn bản ngài là Siddhanta, sư sẽ chuẩn bị sách sẵn cho con, không? Rồi ra xong á, rồi hiện tại giờ sách đây chưa có, tối hôm sau á là con ghé đây đi, rồi sư sẽ đưa sách đó cho con, rồi con về con đọc một thời gian, đọc kỹ nha, rồi sau đó có thắc mắc gì á thì vô đây hỏi, rồi sư sẽ kiểm tra kiến thức con, rồi từ từ sẽ hướng dẫn con. Bởi quý vị biết điều gì xảy ra không? Sư đợi tới bữa nay là bữa thứ ba không thấy quay lại.
Như vậy thưa quý vị. Cho nên trước khi kết thúc câu trả lời này á, thì nếu mà quý vị có xem câu hỏi này á, thì suy nghĩ riêng cái phần Đức Hạnh Tuệ á, là rất là đầy đủ rồi. Còn phần sư sư chỉ kể thêm cho quý vị hiểu được, có nghĩa là cho cái phần nó sinh động hơn, quý vị ý thức được cái vấn đề mà khổ á, trong đạo Phật nó như thế nào. Và nếu mà thật sự mình có thật tâm giải quyết cái rốt ráo cái khổ đó, thì mình nên học Phật pháp căn bản, mà mình nên đấy đó mình nên lấy cái nền tảng Phật pháp căn bản đó mình đưa ra mình hành, thì mình áp dụng thì mình mới giải quyết được những cái phiền não mà giống như nơi đau khổ trung tâm là nơi tâm là của vị này hỏi. Và khi kết thúc phần trả lời câu hỏi này, Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.